Ba đang làm cái gì vậy? Ba lại đói bụng nữa hả? Mình mới ăn sáng mà. Đâu phải đâu con. Ba muốn dành một món quà bất ngờ cho má con đó. À, con quên, hôm nay là 20 tháng 10, hèn chi. Con có muốn cùng ba tặng quà cho má không? Vô bếp làm phụ ba đi. Đương nhiên rồi, nhưng mà hôm nay mình nấu món gì vậy ba? Khỏi suy nghĩ. Có rồi, má con thích nhất là món mắm ruốc. Cha con mình vào bếp làm một món ngon đặc biệt, ba mới vừa học được đó. Nhưng mà món đó tên gì ba? Cô Dư Thảo và Thanh Phương xin được mến chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu đến với quý vị khán giả một món ăn có hương vị rất là đặc biệt. Đó là món bò áp chảo mắm ruốc. Để thực hiện món ăn này thì quý vị khán giả cần chuẩn bị khoảng 200 g thịt bò mềm, 100 g hành tím, nửa củ hành tây, một ít đầu hành trắng, mắm ruốc, sả băm, tỏi băm, đậu phộng rang, các loại gia vị thông thường và sốt mayonnaise aji mayo. Bây giờ cô sẽ sơ chế trước là cái phần củ hành tây này, rất là đơn giản thôi, mình đã gọt vỏ rồi, rửa sạch. Sau đó thì cô sẽ cắt muối ra như thế này nè. Cái phần củ hành tím này, nếu mà chúng ta chọn những cái củ nhỏ như thế này thì mình để nguyên. Còn nếu mà trường hợp những cái củ lớn quá thì chúng ta chẻ đôi, để cho cái củ hành khi chúng ta xào nó không có cái độ hăng nhiều. Kế đó là chúng ta sẽ chuẩn bị sang đến phần thịt bò. Thịt bò chúng ta mua loại thịt bò phi lê. Đó là loại thịt bò rất là mềm, cái sớ thịt nó nhỏ và cái thịt nó màu hồng tươi như thế này thì rất là đẹp. Chúng ta sẽ cắt khối vuông giống như kiểu là mình cắt bò lúc lắc vậy đó. Rồi, phần gia vị mà chúng ta ướp vào bò á, quý vị khán giả sẽ ướp vào khoảng một muỗng cà phê sả băm, một muỗng cà phê tỏi băm nè, nửa muỗng cà phê tiêu, cuối cùng là một muỗng cà phê đường. Tất cả trộn đều lên. Mặc dầu là thịt bò chúng ta mua về đã là thịt bò phi lê, là loại thịt bò rất là mềm rồi. Khi ướp thịt bò á thì bao giờ chúng ta cũng sẽ có thêm một chút xíu dầu ăn. Cho nên ở đây cô sẽ ướp thêm một muỗng cà phê dầu ăn nữa. Dầu ăn khi ướp vào thịt bò thì khi chúng ta xào sẽ tạo nên cái độ mềm mướt cho thịt bò, sẽ rất là ngon. Tiếp tục thì món ăn này của chúng ta có cái mùi thơm đặc trưng và rất là đặc biệt của mắm ruốc. Cho nên bây giờ chúng ta sẽ pha cái loại sốt để chúng ta làm cái phần sốt chúng ta áp chảo kèm với lại cái phần bò áp chảo này. Chúng ta sẽ sử dụng một muỗng cà phê mắm ruốc nè. Mắm ruốc bao giờ cũng có vị mặn rồi. Cho nên bây giờ khi mà chúng ta làm cái sốt này chúng ta xào chung á, nếu mà tăng thêm cái vị mặn từ nước tương, nước mắm, muối hoặc là hạt nêm gì đó thì sẽ làm cho món ăn của chúng ta quá mặn, sẽ không còn ngon. Kế đó là chúng ta sẽ cho vào khoảng 2 muỗng canh sốt mayonnaise aji mayo. Cô ơi, nhưng mà tại sao mình không cho sốt mayonnaise với lại mắm ruốc vào chung với lại thịt bò rồi trộn đều lên, mà mình lại trộn riêng mắm ruốc này với lại sốt mayonnaise để tạo thành một hỗn hợp rồi sau đó mới trộn với thịt bò hả cô? Quý vị khán giả biết không, nếu mà chúng ta cho mắm ruốc vào ngay ở trong cái phần thịt bò hay là cho vào khi mà chúng ta xào đó thì cái phần mắm ruốc và mayonnaise nó sẽ không áo đều xung quanh thịt, mà nếu mà chúng ta trộn chung như thế này đó, khi cho chung vào trong món ăn, cái lớp sốt nó sẽ áo đều một cái lớp ở xung quanh thịt và đồng thời sốt cũng đều hơn, không có bị tình trạng là chỗ thì mặn quá, chỗ thì lại bị nhạt. Quý vị khán giả cũng nhớ lưu ý nhé, chúng ta sẽ trộn thật đều sốt mayonnaise aji mayo với lại mắm ruốc, sau đó thì chúng ta mới trộn vào thịt bò để cho thịt bò thấm sốt và bên cạnh đó có thể làm gia tăng thêm được vị thơm ngon và phân bố đều vị mặn. Cô đã chuẩn bị một cái chảo rồi nè, bây giờ cô bật bếp lên. Cô sẽ cho vào chảo khoảng chừng 2 muỗng canh dầu ăn. Thay vì chúng ta cho thịt bò vào chúng ta xào như bình thường thì bây giờ chúng ta sẽ cho cái củ hành tím này trước. Chúng ta đảo sơ qua cái củ hành này, vì nếu mà cái củ hành này chúng ta cho vào khi mà chúng ta xào thịt xong rồi mới cho vào á thì cái củ hành này nó sẽ rất là hăng và rất là khó ăn. Chúng ta đảo sơ như thế này sẽ giúp cho cái củ hành nó sẽ có cái màu vàng thơm bên ngoài, và đặc biệt là khi ăn những cái củ hành á, cái độ ngọt của nó rất là ngon. Vậy là có thêm một bí quyết nữa, đó là chúng ta hãy xào sơ hành tím với lại dầu. Làm như vậy thì hành tím sẽ giảm bớt đi độ hăng và tăng thêm độ ngọt. Tiếp tục cô cho cái phần đầu hành trắng này vào, và sau đó thì trút hết phần thịt bò vào. Chúng ta xóc lên để cho cái thịt bò thật là đều, chín đều nha. Thịt nó vừa mới hơi chín rồi, chúng ta sẽ cho cái phần mắm ruốc này vào. Bây giờ cô cho tiếp cái phần hành tây vào nữa. Xóc đều tất cả các nguyên liệu này lên một lần cuối cùng. Bây giờ chúng ta cho thêm một chút xíu đậu phộng rang nè. Cô sẽ cho một ít salad vào cái dĩa nè. Món ăn này thật là nhanh, chỉ trong tích tắc thôi là cô Thảo đã có thể thực hiện được rồi.
cô sẽ cho thêm một cọng ngò rất là nè. Đẹp cô ơi. Đúng rồi, với lại ớt nữa nè. Bây giờ đến phần của Thanh Phương. Em cảm ơn cô. Thịt bò thì mềm, ngọt, vừa chín tới. Thêm vào đó là cái mùi thơm rất là đặc trưng của bóng ruốc kết hợp với lại sốt mayonnaise. Lúc đầu em không biết là hai cái gia vị này kết hợp với nhau thì nó sẽ như thế nào. Không ngờ lại có được một cái vị rất đặc trưng, thơm ngon vô cùng. Chắc chắn là chị em phụ nữ sẽ rất là thích khi thực hiện món ăn này đây. Gói thơm sốt mayonnaise Aci Mayo rất là sáng tạo trong việc tạo ra một cái món ăn thật là ngon và lạ miệng. Ngoài ra khi mua sốt mayonnaise Aci Mayo, quý vị còn được tặng một túi sinh thái in hình Doraemon khá là dễ thương và ngộ nghĩnh. Quý vị khán giả hãy thực hiện món ăn ngày hôm nay và hãy cùng chia sẻ những cảm nhận cùng với chương trình nhé. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Món Ngon Mỗi Ngày cũng hết rồi. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mọi thư từ góp ý cho chương trình, quý vị vui lòng gửi về hộp thư 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn hoặc gọi điện thoại đến Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto Việt Nam qua số điện thoại 083-823-7557 hoặc truy cập vào website mongonmoingay.com hoặc tìm từ khóa Món Ngon Mỗi Ngày để đến với trang web của chương trình. Quý vị khán giả thân mến, hôm nay là ngày 20 tháng 10 cũng chính là vòng chung kết của cuộc thi trổ tài với Món Ngon Mỗi Ngày. Quý vị hãy đến ngày hội Món Ngon Mỗi Ngày trải nghiệm thực tế cùng đầu bếp, giao lưu vui nhộn cùng MC, nhận nhiều phần quà giá trị. Còn bây giờ thì cô Diệu Thảo và Thanh Phương xin thân ái chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.